Chuyện chiến lang ở rể Lê Văn Vân chương 976, Giản Hưng đưa đồ đến Bên trong nơi rừng chân khu 45 của biên giới phía Bắc Trong căn phòng có một sảnh hai buồng Trên sofa, thiếp mộc nhĩ đang ôm tháp na Bên ngoài trời đã tối đen như mực Tháp na lúc này đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực thiếp mộc nhĩ Cô bé chẹp chẹp miệng, dường như là đang nằm mơ cái gì đó Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng thiếp mộc nhĩ thì lại hoàn toàn khác. Cậu hiện đã 11 tuổi, cậu biết, ba mẹ mình đã qua đời, và những ngày sau này, chỉ có mình cậu và em gái gắn bó với nhau sống tiếp mà thôi. Lúc này cậu còn đang chìm đắm trong nỗi bi thương vì ba mẹ qua đời, và cả về một tương lai mở mịt sắp tới nữa. Suốt cuộc, cậu không biết tương lai cậu phải làm gì nữa, cậu nên làm cái gì đây? Bản thân cậu và cả em gái cậu nữa, tương lai phải sống như thế nào đây? tất thảy mọi thứ trong tương lai bắt đầu trở nên mờ mịt từ đây, đồng thời, cảnh tượng lúc sáng đó cũng liên tục hiện lên trong đầu cậu, giống như bị bóng đè, cậu nhìn ba mẹ cậu chết ngay trước mắt, bị con quái vậy kia xé nát. Cậu liên tục lau nước mắt của mình. Trong phòng, còn có một người phụ nữ đang ngồi phía bên kia, trên mặt cô ta còn để lộ sự bất lực, thiếp mộc nhĩ à, em gái cậu đã ngủ rồi, trước mắt cứ đưa cô bé vào trong phòng nghỉ ngơi đi, mọi thứ rồi sẽ tốt lên, sau này chúng tôi sẽ lo liệu tất thảy cho cậu, để cậu nhận được sự giáo dục tốt nhất có thể. Cô ta vẫn luôn miệng an ủi, nhưng dường như là thiếp mộc nghĩ hoàn toàn không nghe thấy lời cô ta nói, vẫn ngồi bất động trên sofa như cũ. Audio điện tử võ tấn bền Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Người phụ nữ kia vội vàng đi tới cửa nhìn, thời điểm nhìn thấy Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ, cô ta hơi sửng sốt một chút, miệng nói các người là tôi tên lê văn vân lê văn vân bình tĩnh nói nghe thấy cái này tên sắc mặt người phụ nữ kia lập tức thay đổi lê văn vân ở trong người gác đêm chính là một cái tên huyền thoại bọn họ phụ trách ở biên giới phía bắc đương nhiên là biết đến sự tồn tại của cái tên này là ngài người phụ nữ có chút khẩn trương lê văn vân cười cười nói không sao đâu cô đi ra ngoài trước đi tôi muốn nói chuyện cùng cậu bé đó một chút anh đứng ở cửa nghe thấy tiếng khóc nức nở của thiếp mộc nhĩ và cả tiếng khuyên nhủ của cô gái thuộc người gác đêm này, Lê Văn Vân đứng ở cửa, trong lòng có chút cảm khái. Anh thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ, cũng thường xuyên chứng kiến một số những bi kịch nhân gian, anh vốn tưởng rằng nếu thấy được nhiều hơn nữa anh sẽ chết lặng, nhưng mỗi lần nhìn thấy, trong lòng anh lại trào dâng sự bất lực, càng thấy nhiều, lòng thù hận của anh với tiêm quỷ lại càng tăng cao. Cho nên, nhìn người của Hồng Nguyệt biến thành con chó của tiêm quỷ, thời điểm bọn họ ở phía sau ngáng chân, hận ý của anh với Hồng Nguyệt khi ấy lớn đến cỡ nào, chỉ có anh mới hiểu rõ. Người gác đêm nữ kia gật gật đầu, sau đó hành lễ với Lê Văn Vân, rồi từ trong phòng lui ra ngoài. Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ cùng đi vào bên trong căn phòng. Họ đi tới chỗ ghế sofa. Khi thiếp mộc nhĩ ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân, trên mặt cậu lộ vẻ chua sót, cậu nhận ra Lê Văn Vân, không nhịn được mở miệng nói, chú ơi, ba mẹ cháu, Lê Văn Vân đưa một tay lên, chạm nhẹ vào gáy rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, mở miệng nói, "Thực sự xin lỗi, Thiếp Mộc Nhĩ, là sai lầm của bọn chú, nên mới dẫn đến những chuyện này, là bọn chú có lỗi với cháu." "Chú sẽ kể cho cháu nghe một câu chuyện xưa." Lê Văn Vân mở miệng nói. Thiếp Mộc Nhĩ gật gật đầu. Lê Văn Vân buông lỏng đầu cậu ra, sau đó mở miệng nói, "Cháu biết không, trước kia chú còn thảm hơn cháu nữa." lúc ấy chú bị người ta hãm hại, suýt chút nữa là phải sống cả đời trong tù. Anh bắt đầu kể lại vắn tắt câu chuyện cuộc đời mình, kể lại cuộc chiến với tiêm quỷ. Lực chú ý của cậu bé đã bị Lê Văn Vân thu hút. Từng câu từng chữ mà Lê Văn Vân nói ra, thiếp mộc nhĩ ngoan ngoãn nghe từ đầu đến cuối, Lê Văn Vân kể lại tất cả trong khoảng một giờ, sau đó anh mới mở miệng tiếp tục, cho nên, thiếp mộc nhĩ, hãy ghi nhớ thật kỹ mối hận này trong lòng, chúng ta không biết cuộc chiến sẽ kéo dài trong bao lâu, nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác cả. Đàn ông con trai, phải biết nỗ lực đứng lên, hiện giờ cháu chính là người lớn nhất trong nhà, phải đội trời đạp đất mới đúng. Thiếp Mộc Nhĩ khóc lóc gật đầu nói, vâng, cháu phải đội trời đạp đất, cháu cũng muốn diệt đám quỷ đó, cháu sẽ giống như chú. Những lời này, Lê Văn Vân nghe xong lại thấy xót xa. Anh xoa đầu Thiếp Mộc Nhĩ, nói, được được, phải cố gắng học hành, rồi rèn luyện thật tốt, sau này, cháu cũng phải trở thành một người gác đêm xuất sắc, bảo vệ em gái của cháu, bảo vệ thế giới này. Lời Lê Văn Vân nói giống như hạt giống, cắm sâu vào trong lòng thiếp mộc nhĩ, hơn nữa, hạt giống đó cũng nhanh chóng mọc dễ nảy mầm. Lê Văn Vân dỗ dành cậu, cũng không biết qua bao lâu, thiếp mộc nhĩ có vẻ hơi buồn ngủ, Lê Văn Vân dỗ cậu ngủ xong, lúc sau mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, rồi nháy mắt ra hiệu với Hoàng Thi Kỳ. Hoàng Thi Kỳ ngầm hiểu, nhanh chóng bế thiếp mộc nhĩ lên, rồi đưa cậu bé vào bên trong căn phòng bên cạnh đi gặp bùi nghinh tùng một chút đi sau khi dỗ cậu bé ngủ xong lê văn vân mới từ tốn nói chỉ có cái chết của bùi nghinh tùng mới có thể xem là sự trả thù thích đáng lúc này đây dù bùi nghinh tùng có nói cái gì anh cũng tuyệt đối không cho người này bất cứ cơ hội nào nữa anh đứng lên đi ra ngoài cửa lúc này người gác đêm nữ kia vẫn còn đứng chờ ngoài cửa lê văn vân ngẩn người nói cô vào đi thật ra không cần vất vả như vậy đâu nếu để so sánh với các anh chuyện tôi có thể làm vẫn là quá ít người gác đêm nữ cười khổ một tiếng cô ta không phải người bên bộ phận chiến đấu của người gác đêm mà thuộc bên phụ trách hậu cần cô ta đã chứng kiến quá nhiều người gác đêm bị trọng thương thậm chí là có rất nhiều người gác đêm đã chết ngay trước mặt cô ta mà cô ta thì chỉ bất lực đứng nhìn lê văn vân cười cười nói mỗi người đều có nghĩa vụ riêng của mình chúng tôi đi trước đây người gác đêm nữ kia vội vàng gật đầu Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi bộ xuống, nơi rừng chân này tương đương với một thị trấn, đi bộ xuống một lúc lâu sau thì liền đi về phía ngục giam. Còn chưa đi được mấy bước, cả Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đột nhiên dừng bước, đôi mắt cùng nhìn về nơi cách đó không xa. Dưới ánh sáng của đèn đường, ở nơi đó có một người đang đứng, anh ta mặc chiếc áo gió, trong tay cầm một bộ bài poker, trên lưng đeo một chiếc ba lô. Giản hưng, trên mặt Hoàng Thi Kỳ thoáng vụt qua sự phẫn nộ, đừng khẩn trương tôi tới đây là để đưa đồ cho các người tôi tới biên giới phía bắc cũng là để hỗ trợ chém tiêm quỷ anh ta vội vàng mở miệng nói không cần tới anh hoàng thi kỳ cười khẩy một tiếng khí thế bốc lên ngùn ngụt đến lê văn vân cũng không ngờ giản hưng lại xuất hiện ở nơi này anh ngăn cản hoàng thi kỳ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giản hưng nói ông cụ để anh sống sót mặc dù tôi không biết lý do là vì sao nhưng tôi cũng lười so đo với anh Nói đi, anh đưa cho chúng tôi cái gì? Giản Hưng thở ra một hơi, cầm ba lô ném về phía Lê Văn Vân, mở miệng nói, "Đây là trang phục chiến đấu nghiên cứu mới nhất của tiến sĩ chế tạo ra, nó sẽ giúp sức mạnh của các người tăng lên rất nhiều, còn nữa, bí mật về cái hộp sắt kia cũng đã được tiến sĩ giải đáp, bên trong có nói đến." Đúng lúc này, xung quanh bỗng vang lên những tiếng bước chân. Sắc mặt Giản Hưng biến đổi, anh ta nói vội, "Hôm nào lại nói tiếp." Vừa dứt lời, trên người anh ta đột nhiên truyền đến một âm thanh kỳ quái. Âm thanh đó vừa vang lên, Lê Văn Vân nhìn trên người giản hưng, một làn sóng nóng phun trào, anh ta nhảy lên nóc nhà bên cạnh với một tốc độ cực kỳ nhanh, sau mấy lần nhảy thì đã biến mất dần bên trong màn đêm. Anh ta mặc trang phục chiến đấu mới sao? Hàng lông mày Lê Văn Vân khẽ động. chương 977, Bùi Ninh Tùng, chết đi. Hoàng Thi Kỳ Cao Mày nói, quần áo trên người tên khốn đó hình như có chút vấn đề thì phải. Lê Văn Vân gật gật đầu nói, chẳng phải vừa rồi anh ta mới nói đó sao? Là trang phục chiến đấu mới do tiến sĩ T gì đó nghiên cứu ra, có điểm tôi không thể hiểu được, đó là tiến sĩ T này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc ông ta đang giúp chúng ta hay là giúp bọn họ, lúc trước ông ta đã cứu Bùi Ninh Tùng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Thi Kỳ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lê Văn Vân cũng không biết rốt cuộc ông tiến sĩ T này nghĩ cái gì. Rốt cuộc lúc trước giữa ông ta và người gác đêm đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ những người cùng thế hệ với chắc Nhất Minh là biết, hơn nữa, có vẻ người biết cũng không nhiều lắm. Mà trong nội bộ người gác đêm cũng che giấu tư liệu về ông ta, Lê Văn Vân cũng không dò hỏi quá nhiều. Mà theo cách nói của Lê Văn Vân về tiến sĩ tên này thì là ông ta đang làm một thí nghiệm, nhưng đồ vật cụ thể là gì thì ông ta không nói, Lê Văn Vân cũng lười đi tìm hiểu. Đương nhiên Nhìn vào tình hình hiện tại thì có vẻ tiến sĩ T này càng ngày càng giống một cây gậy thọc phân, ông ta không đứng về phía nào cả, ông ta sẽ ở một bên cứu bùi nginh tùng, một bên lại cấp trang phục chiến đấu cho người gác đêm. Lê Văn Vân cầm ba lô trong tay, anh mở ba lô ra xem, sờ sờ trang phục chiến đấu trong đó, ngay sau đó, hàng lông mày đẹp khẽ nhân lại, anh nói, bộ trang phục chiến đấu này thoạt nhìn cũng không có gì quá khác biệt với trang phục chiến đấu hiện tại của người gác đêm. Giống như thứ này có nhiều kim loại hơn, không biết là cái gì. Bây giờ đã quá muộn rồi, để ngày mai xem lại. Hoàng Thi Kỳ hỏi. Ừm, um, Lê Văn Vân gật đầu nói, đi thôi, chỉ cần để bùi nghinh tùng sống lâu hơn một khắc là lòng tôi lại khó chịu. Hoàng Thi Kỳ gật đầu, cô ta đỡ Lê Văn Vân, tiến gần tới chỗ ngục giam của nơi rừng chân này. Ngục giam của nơi dừng chân là dưới lòng đất, lúc này, dưới ánh đèn lờ mờ có không ít người, mà phần lớn người trong đó là người của Hồng Nguyệt bao gồm cả chắc hạo của Hồng Nguyệt mà Lê Văn Vân bắt được ở Lâm Hải trước đó, còn có cả cặp chị em sinh đôi sinh đẹp kia nữa, họ đều ở bên trong ngục giam này. Bên trong tầng hầm, ánh đèn vẫn rất sáng, Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ đi xuyên qua hành lang, rất nhanh sau đó, cả hai đã dừng lại trước cửa một căn phòng. Ở trước cửa, điều khiến Lê Văn Vân kinh ngạc chính là người phụ nữ với vẻ ngoài lạnh băng đang ôm hai thanh đao ngồi trước cửa, trên mặt cô ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh băng đến rợn người như cũ, khi nhìn thấy Lê Văn Vân, nét mặt cô ta vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ bình tĩnh đứng lên. Anh rất mạnh, cô ta nhìn Lê Văn Vân, hờ hững hỏi. Lê Văn Vân khẽ cười, nói, đối với chúng tôi hiện tại mà nói, có lẽ vẫn chưa đủ. Người hiện đang ở mức số 2 từ tốn ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua Lê Văn Vân, sau đó lại bình tĩnh hỏi, anh tới là để xem tình hình Bùi Nghênh Tùng sao? Tới để giết ông ta, Lê Văn Vân bình tĩnh nói sau đó anh nhìn nhìn đao trong tay cô gái nọ, từ tốn tôi mượn đao dùng một lát. Cô gái kia nhăn mày lại, sau đó cầm đao trong tay ném sang cho Lê Văn Vân, rồi lại chủ động mở cửa phòng ra cho Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đi vào trong căn phòng. Bên trong căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc ghế dựa, trước ghế dựa còn kê một cái bàn, đối diện với cái bàn lại có hai cái ghế dựa khác. Trên chiếc ghế mà Bùi Ninh Tùng ngồi có vô số các cơ quan, lúc này cơ thể Bùi Ninh Tùng đã hoàn toàn bị khống chế trên mặt ông ta lộ rõ vẻ sâu thảm bùi nghinh tùng vốn là một kẻ sợ chết mà lúc này đây lại rơi vào tay lê văn vân ông ta biết bản thân ông ta sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi lê văn vân và hoàng thi kỳ đi tới trước mặt ông ta ngồi xuống sau đó lê văn vân đặt thanh đao kia trên mặt bàn anh lại phát hiện trên bàn còn để một hộp thuốc lá xem ra là của người trước đó tới thẩm vấn bùi nghinh tùng để lại lê văn vân móc ra một điếu thuốc lá rồi bật lửa châm thuốc loại thuốc lá này là ở trong người gác đêm từ rất lâu trước đây đường đường rất thích hút loại này anh bật lửa châm một điếu thuốc lá hít một hơi thật sâu sau đó kẹp giữa hai ngón tay mắt nhìn bùi nghênh tùng nhưng không mở miệng nói gì cả muốn giết thì cứ giết đi tôi biết cậu sẽ không bỏ qua cho tôi bùi nghênh tùng cắn răng ông ta sợ chết nhưng dường như lúc này ông ta vẫn rất kiên cường lê văn vân cười khẽ một tiếng sau đó một bàn tay khác từ từ đưa lên chậm rãi rút đao ra. Tiếng đao và vỏ đao cọ sát nhau, nghe cực kỳ chói tai. Thấy cảnh tượng như vậy diễn ra trước mắt, sắc mặt bùi Ninh tùng đột nhiên biến đổi. Ông ta nói, Lê Văn Vân, đừng có gấp, cậu có thể thẩm vấn tôi, tôi biết rất nhiều tin tức về tiêm quỷ, tôi có thể nói toàn bộ cho cậu biết. Ông tưởng rằng lần này tiến sĩ tê gì đó sẽ còn tới cứu ông được nữa sao? Lê Văn Vân hờ hững hỏi. Không phải, bùi Ninh tùng vội vàng lắc đầu, nói, không phải, Tôi thật sự tình nguyện nói hết thảy những điều tôi biết cho các cậu, đối với người gác đêm mà nói, điều này chắc chắn rất quan trọng. Có lẽ nó sẽ rất quan trọng với người gác đêm, nhưng đối với tôi mà nói, nó lại không quan trọng như vậy. Lê Văn Vân từ từ thở dài một hơi, nói: "3 năm rưỡi trước, Giang Thành, ông Lâm Thiếu Hoa đem đã hợp lực bày mưu hãm hại tôi, hại anh em của tôi là người gác đêm số 7 phải chết ngay trên chiến trường. Hiện tại 3 năm rưỡi đã trôi qua rồi." chẳng cần phải nhiều lời vô nghĩa gì nữa. Tôi không quan tâm vì sao ông lại biến thành con chó của Hồng Nguyệt, nhưng việc đói cắn loạn của ông cũng đủ để ông chết hơn một ngàn trăm lần. Lê Văn Vân hờ hững nói. Bùi Nghênh Tùng thấy có kéo dài thời gian cũng không hiệu quả, lại vội vàng hư lạnh một tiếng rồi nói, Lê Văn Vân, cậu nhớ cho kỹ, tiến sĩ si T đã từng nói, trước lúc tôi chết, chắc nhất mình cũng hy vọng biết được từ miệng tôi đủ thứ chuyện, hiện tại cậu giết chết tôi, đối với người gác đêm mà nói chính là một tổn thất rất lớn, mà nếu tôi chết rồi, tiến sĩ T nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Tiến sĩ T, thanh đao mà Lê Văn Vân rút ra, hiện đã đặt trên cổ bùi ninh tùng, anh hờ hững nói, ông ta thì tính là cái thứ chó gì chứ, tốt nhất là ông ta đừng có làm gì cả, nếu ông ta dám học hồng nguyệt các người đi đâm sau lưng, tôi sẽ chém đầu ông ta đầu tiên. Sắc mặt bùi ninh tùng thay đổi hoàn toàn, mồ hôi trên trán bắt đầu chảy ra không ngừng. Lộc cộc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nhóm người phó vũ xuất hiện ở cửa phó vũ nhìn thấy thanh đao trên tay lê văn vân đang kề sát cổ bùi ninh tùng anh ta vội vàng nói lê văn vân tôi biết cậu rất muốn báo thù cho đường đường mà lão già này cũng nên chết hơn trăm lần nhưng dù sao ông ta cũng là thủ lĩnh của hồng nguyệt trong miệng vẫn còn vô số những thứ đáng giá mà chúng ta cần phải cậy ra được tôi không quan tâm nhiều như vậy lê văn vân hờ hững nói hiện tại tôi phải giết ông ta ngay lê Lâm Thắng Nam ở bên cạnh đã nhăn mày lại. Hoàng Thi Kỳ nói với giọng điệu lạnh băng, các người đừng nhiều lời nữa, hôm nay bùi nghinh tùng chạy không thoát nổi đâu. Hai mắt nhìn bùi nghinh tùng của Lê Văn Vân sáng quắc, anh đưa lưng về phía đám người Lâm Thắng Nam và Phó Vũ, hờ hững nói, yên tâm, trong miệng bùi nghinh tùng đúng là có rất nhiều thứ đáng giá, nhưng hôm nay, trong miệng ngài mặc kia còn có nhiều thứ đáng giá hơn nữa, tôi thiếu các người một thủ lĩnh hồng nguyệt, một ngày nào đó tôi sẽ bắt ngài mặc kia trở về, Lúc đó các người muốn thẩm vấn như nào là tùy các người thẩm vấn. Dứt lời, anh lại nói với Bùi Ninh Tùng, còn gì muốn chăn trối nữa không? Có thể đừng giết tôi được không? Trên mặt Bùi Ninh Tùng đã ướt đẫm mồ hôi, thời điểm rơi đúng ranh giới giữa sự sống cái chết, ông ta thật sự không chịu nổi. Tất nhiên là không được, Lê Văn Vân thở ra một hơi, cổ tay khẽ run lên. Lê Văn Vân, tha cho tôi một lần này đi, tôi sai rồi, tôi sẽ rời khỏi Hồng Nguyệt sau này tôi sẽ không bao giờ khoảnh khắc này miệng ông ta bắt đầu chỉ toàn nói lời xin tha người này vốn là một kẻ sợ chết lúc trước chỉ vì một câu nói của lê văn vân mà ông ta trốn đông trốn tây suốt nhiều năm nhưng mà lúc này đây lê văn vân lại không cho ông ta bất kỳ cơ hội nào cổ tay anh run rẩy thanh đao trong tay xẹt qua cổ bùi nghinh tùng bùi nghinh tùng chừng lớn mắt ông ta rất muốn lấy tay che lại cổ mình nhưng mà đã không kịp nữa rồi sau một lúc lâu, đầu ông ta đột nhiên rơi xuống. Thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, Bùi Nghinh Tùng, đã chết. chương 978, Giác Ngộ. Trong lịch sử tồn tại của Hồng Nguyệt, ân oán giữa bọn họ và người gác đêm kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu. Trong lịch sử Hồng Nguyệt, đã trải qua mấy thế hệ, trải qua mấy đời thủ lĩnh. Mà thủ lĩnh bọn họ lại rất hiếm người chết. Thủ lĩnh Hồng Nguyệt chết, trong vòng nửa năm trở lại đây, rất nhiều cao thủ của Hồng Nguyệt đã chết trong tay Lê Văn Vân, lần này cao thủ đặt thẻ đỏ trở lên hoặc là chết hoặc là bị bắt có thể nói trừ khu tội ác ra các cao thủ hồng nguyệt đều đã bị quét sạch phần xương mắc kẹt trong cổ họng người gác đêm xem như đã được gỡ sạch hoàn toàn lê văn vân nhìn bùi nghinh tùng trước mặt anh cũng không có rời đi ngay hoàng thi kỳ ngồi bên cạnh anh nắm chặt tay lê văn vân lê văn vân hút thêm hai ba điếu thuốc sau đó mới đứng lên nói chúng ta đi thôi hoàng thi kỳ gật đầu đôi mắt đẫm lệ Mông Lung nói, "Thu của Đường Đường, lần này coi như đã báo đủ, đáng tiếc là Đường Đường lại không thể quay về được." Lê Văn Vân trầm mặc, anh đi tới cửa, sau đó nhìn Phó Vũ nói, "Các người xử lý nốt đi." Phó Vũ gật gật đầu. Lê Văn Vân đi ra khỏi ngục giam, đi chưa được vài bước, anh bỗng nghe thấy một giọng nói gọi tên anh. "Lê Văn Vân." Lê Văn Vân quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trác Hạo, ông ta bị nhốt trong một căn phòng khác, Lê Văn Vân nhìn ông ta, đôi mắt hơi giật giật anh tiến lại gần căn phòng kia nhìn chắc hạo đang bị nhốt bên trong cười như không cười hỏi sao vậy có việc gì hả không có chuyện gì chắc hạo ho khan một tiếng hỏi nghe những người đó tán gẫu có phải những tiêm quỷ đó tới không đúng lê văn vân cũng không phủ nhận chắc hạo ho khan một tiếng rồi nói tôi vừa nghe thấy bên kia có tiếng la rất lớn có phải bùi ninh tùng bị cậu giết rồi không đúng lê văn vân nói lại lần nữa nói thật ông đây đã ngứa mắt tên này từ lâu giết cũng rất tốt tôi đã muốn rời khỏi nơi hồng nguyệt quái quỷ này từ bao giờ rồi trác hạo nói ho khan một tiếng rồi lại tiếp tục cậu xem giờ tiêm quỷ cũng tới tôi khuyên can mãi bản thân cũng là sát thủ đứng thứ tư trên bảng cao thủ tuyệt không khoác lác một mình đánh tiêm quỷ màu lam chắc chắn cũng không thành vấn đề mấy tháng ở trong này cải tạo hiện tại tôi đã có được trái tim của một người gác đêm trác hạo nói với giọng điệu chắc chắn lê văn vân nghe thấy lời ông ta nói nhịn không được khẽ nở nụ cười tên này thực sự khá hài hước chắc hạo thấy lê văn vân nở nụ cười vội vàng tiếp tục nói trong khoảng thời gian này tôi mới hoàn toàn hiểu rõ những khổ cực mà các người trải qua tôi đã biết sốt của các người phải làm cái gì đã biết nhân tài người gác đêm là chính nghĩa tuyệt đối lúc trước tôi bị bùi nghinh tùng này lừa cảm thấy chúng ta đánh không lại tiêm quỷ cho nên mới thuần phục nhưng tôi đã bị sự anh dũng của các người thuyết phục tôi cũng muốn chết đứng tuyệt không được sống quỳ vậy nên điều ông muốn nói là gì lê văn vân hỏi lại lần nữa cho nên cái đó cậu có thể thả tôi ra được không rồi để tôi gia nhập người gác đêm để tôi được kề vai chiến đấu cùng các người vì tất thảy những người còn thở ngoài kia ông ta nói với giọng điệu rõng sạc còn thở cái đầu ông lúc này phó vũ đã đi tới bên cạnh anh ta nhìn người trong phòng chửi ầm lên lê văn vân cậu đừng nghe ông già này nói ông ta đã vượt ngục rất nhiều lần nhưng mà đều bị bắt ngược trở lại đó là lúc trước giờ tôi đã thật sự thay đổi rồi cho tôi một cơ hội đi trác hạo vội vàng nói sau đó ông ta nhìn lê văn vân với ánh mắt mong chờ lê văn vân vuốt cằm nói cũng được lần này tiêm quỷ xâm nhập trên diện tích rộng đúng thật là cần một số người có lá gan lớn ông có thể nói ra được mấy lời lẽ chính đáng như vậy thả ông ra cũng không thành vấn đề lê văn vân Sắc mặt Phó Vũ hơi đổi. Trác Hạo vội vàng giống lớn nói, tôi chắc chắn sẽ xông vào hàng chiến đấu đầu tiên. Ừm, thành thật mà nói, ngay từ đầu đúng thật là cần một đội không sợ chết đi đối đầu với Tiêm Quỷ Đỏ và Vàng, thực ra ông cũng là một sự lựa chọn không tồi, đến lúc đó ông chỉ cần ra mặt thể hiện sự quyết tâm của mình, nếu ông sống sót, tôi có thể thương lượng với ông cụ Trác Nhất Minh kia một chút, để ông gia nhập người gác đêm. Nghe Lê Văn Vân nói, khóe miệng Trác Hạo không nhịn được run rẩy vài cái sau đó ông ta ho khan một tiếng, cái đó, tôi cảm thấy hiện tại tôi vẫn chưa giác ngộ đủ, phải ở trong này cải tạo thêm nữa mới được, chờ đến khi tôi giác ngộ đủ rồi, tôi nhất định sẽ đối đầu với tiêm quỷ. Đối đầu với tiêm quỷ đỏ và vàng, mẹ nó, như thế khác gì tự đi tìm đường chết. Lê Văn Vân cười ha ha nhìn lướt qua Trác Hạo, nói bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, ông có quyết tâm như vậy, thì cứ yên tâm đi, ở trong này thêm hai ngày nữa, đợi tôi hồi phục lại rồi, khi nào tôi lên tiền tuyến tôi sẽ đưa ông theo tôi nói dẫn đó trác hạo nói với vẻ mặt như đưa đám lê văn vân khẽ cười một tiếng không nói thêm gì nữa xoay người đi ra bên ngoài hoàng thi kỳ vội vàng chạy theo anh phó vũ cũng chạy theo nói lê văn vân rốt cuộc cậu định làm cái gì ông già trác hạo đó chính là đang tìm cách chuồn ra ngoài sau đó nhân cơ hội chạy trốn cậu thật sự định đưa ông ta lên chiến trường à ông ta là người của hồng nguyệt đó Lê Văn Vân cười cười nói, tốt xấu gì cũng là một trong những người mạnh nhất nhóm đỉnh cấp, tại sao lại không dùng chứ, yên tâm đi, tôi làm việc có chừng mực. Phó Vũ Bày ra nét mặt cạn lời, sau đó nói, vì cậu đi, dù sao cục diện hiện tại cũng đã dối rắm lắm rồi, cậu hãy tự giải thích với ông cụ đi. Lê Văn Vân gật gật đầu nói, ông ta sẽ không dám nói gì đâu, ông ta mắc nợ tôi, tôi tùy hứng một chút cũng có làm sao. Phó Vũ, đột nhiên anh ta cảm giác có gì đó không đúng lắm, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, nói, nhóc con, cậu cố tình gào thét không trở về người gác đêm, thật ra là vì muốn ông cụ cảm thấy mắc nợ cậu, sau đó để cậu tùy ý làm trò đúng không? Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, Lê Văn Vân trột dạ nhìn anh ta một cái, sau đó lại nói, thi kỳ, đưa tôi quay lại phòng bệnh đi, tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Sau đó, Lê Văn Vân nghĩ nghĩ, giao cái ba lô kia cho phó vũ, Mở miệng nói, các người chắc hẳn là sẽ tới chiến trường nghênh chiến trước, lúc đi thì đem cái này cho ông cụ xem thử, để ông cụ nghiên cứu rồi đem đi sản xuất. Đây là cái gì? Phó Vũ Kinh ngạc hỏi. Một bộ trang phục chiến đấu loại mới." Lê Văn Vân bình tĩnh nói, nói với ông cụ rằng, đây là phát minh của tiến sĩ T kia là được. Tiến sĩ T, trong mắt Phó Vũ lộ vẻ mờ mịt. Có điều, anh ta cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật gật đầu rồi nói, "Được, tôi biết rồi." Lê Văn Vân quay lại phòng mình, Hoàng Thi Kỳ kê tạm một cái giường bên cạnh giường Lê Văn Vân, lúc này đã gần hết đêm, Lê Văn Vân từ từ chìm vào giấc ngủ. Hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau, Lê Văn Vân đã nghe thấy tiếng xe nổ ầm vang, anh ngước lên nhìn thoáng qua, phát hiện những chiếc chiếc xe Việt dã lần lượt rời khỏi nơi dừng chân này, đi về phía núi Aspen. Lê Văn Vân cau mày, chân khí của anh còn chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa những vết thương trên người anh tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng cần một khoảng thời gian để miệng vết thương có thể liền lại. Mà thành viên trong tiểu đội bọn họ, dưới tình trạng hiện tại của Lê Văn Vân vẫn chưa rời đi, mà cũng không sốt ruột rời đi, tạm thời bọn họ vẫn ở lại bên trong chỗ rừng chân. Cùng lúc đó, tại một nơi ở của khu tội ác, phía trên bãi biển, lúc này mấy chiếc du thuyền vẫn dừng bên cạnh bãi biển như cũ, trên du thuyền, bốn người Khương Vĩ vẫn đang ngồi đó. Bọn họ đã ở trên du thuyền này ngây người suốt mấy ngày nhưng vẫn chưa hề có ý định muốn xuất phát. nay đến thời điểm nào mới phù hợp để xuất phát thế? khương vĩ lo lắng nói. giang uyển uyển bên cạnh cũng lộ vẻ mặt lo lắng, mở miệng nói theo cách nói của bọn họ chiến tranh có lẽ đã nổ ra rồi, cũng không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể trở về được. nhưng ngay lúc này bên cạnh bãi biển từng hàng người màu đen bắt đầu xuất hiện trên bãi biển. sau đó n chóng nhích lại gần phía du thuyền. hả? Khương Vĩ kinh ngạc hỏi, "Này, tình huống gì đây? Tại sao lần này đám người Hotzis lại không đuổi theo?" Sau khi tất cả mọi người xuất hiện trên bong tàu, Minh Sùng nhảy lên bong tàu phía trên, bình tĩnh nói, "Xuất phát, mục tiêu là biên giới phía bắc." Chương 979, khiêu khích. Mấy chiếc du thuyền chậm rãi xuất phát, mà lúc này, người của Hotzis cũng không có đi vào bờ để quấy phá. Dường như Hotzis và Minh Sùng đã thành công đưa ra thỏa thuận gì đó nhưng không có ai đề cập đến chuyện này. Khương Vĩ cũng đã thử dò hỏi qua huấn luyện viên của mình, nhưng mà huấn luyện viên của cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng vẻ mặt mờ mịt. Có vẻ trừ Minh Sùng và Hot sis ra thì không có ai biết gì cả. Tóm lại, đội ngũ át chủ bài của người gác đêm rời khỏi thành phố bị bỏ quên này, đồng thời, trên thuyền, không biết từ bao giờ, một cây gậy thần đeo kính dâm cũng trà trộn vào trong đó. Ba chiếc du thuyền cùng rời khỏi thành phố, đi thẳng về biên giới phía Bắc. Một bên khác, Lê Văn Vân ngây người ở nơi dừng chân khoảng 3 ngày, mấy ngày này, Phạm Nhược Tuyết thường xuyên lui tới để làm kiểm tra sức khỏe Lê Văn Vân. Này, cơ thể anh càng ngày càng kỳ quái đấy. Phạm Nhược Tuyết cao mày nói, mấy cái miệng vết thương đó đã liền lại trong vòng 3 ngày, chưa kể, ảnh hưởng của tần tử cuồng dũng với anh hình như đang thấp dần đi, chính bản thân anh cũng không có cảm giác gì. Lê Văn Vân nói với vẻ mờ mịt, thời điểm chiến đấu với quỷ đỏ trước đó, anh cảm giác thân thể có sự thay đổi, sau đó anh ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại chẳng có cảm giác gì cả. Nếu em thật sự muốn nói về sự thay đổi, thì anh cảm giác sức lực của anh dường như đã trở nên mạnh hơn. Phạm Nhược Tuyết sờ sờ cầm mình, nói có thể là do xương cốt, trong khoảng thời gian này anh đã hấp thụ quá nhiều xương cốt, rất nhiều siêu cấp có dùng cả đời cũng không thể hấp thụ được nhiều xương cốt như vậy, mà bản thân đám xương cốt này cũng rất kỳ quái, rốt cuộc có tác dụng gì cũng không biết, em cảm giác là sau khi anh hấp thụ xương rồng, trong cơ thể đã xảy ra thay đổi nhẹ, có điều theo quan sát hiện giờ thì sự thay đổi này chắc hẳn là tốt. Cho nên, hiện giờ anh đã khôi phục hoàn toàn rồi sao?" Lê Văn Vân hỏi. "Trước mắt thì là như vậy." Phạm Nhược Tuyết gật gật đầu. "Tính cả trước và sau khi Lê Văn Vân hấp thụ xương rồng thì cũng trên dưới 20 chiếc rồi." Lê Văn Vân vui vẻ nói, "Vậy thì chúng ta mau tới núi Aspen đi." Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói, "Được rồi, để em đi báo cho bọn họ." Nửa giờ sau, một hàng tám người ngồi trên một chiếc xe Việt giã, chậm rãi đi ra khỏi nơi rừng chân, mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi và tan gần hết, để lộ cát vàng và sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Nhóm người Lê Văn Vân lái xe, lao thẳng một đường về phía núi Aspen. Trên xe, mấy người vừa đi băng băng trên đường, vừa trò chuyện. Bà nội nó, không biết đến bao giờ tôi mới có thể đạt được đến siêu cấp. Cố Bạch Hùng hùng hổ hổ nói. Tôi, chắc là sắp đến đỉnh cấp rồi. Lý Thu Hưng phấn nói. Anh có đạt đến đỉnh cấp hay không thì hiệu quả làm việc vẫn giống nhau, dù sao cũng chỉ là trốn đi rồi bắn súng thôi mà. Cô Bạch bĩu môi nói, tôi phải xông lên phía trước chiến đấu đấy, chưa kể tôi cảm giác hiện tại đỉnh cấp cũng chẳng ăn thua mấy, lần này có nhiều quỷ đỏ xuất hiện thế cơ mà. Trần Tiêu bên cạnh thì đang ngây ngốc nhìn về phía dãy núi Aspen cao nhất cách đó không xa. Xảy ra chuyện gì à? Doãn Nhu nhìn dáng vẻ đó của Trần Tiêu, không nhịn được lên tiếng hỏi, cảm giác rất kỳ quái trần tiêu lắc đầu nói tôi đã từng đối phó với lũ tiêm quỷ ở đây không ít lần sau khi đám tiêm quỷ đó rơi xuống đa số chúng đều chọn cách bỏ chạy nhưng mà lần này bọn chúng lại tập kết cùng nhau hơn nữa mấy ngày nay bọn chúng cũng không có ý chủ động tấn công tôi luôn cảm giác có chỗ gì đó không đúng đúng vậy suốt mấy ngày nay hai bên vẫn liên tục rằng co bên phía người gác đêm thì đang đợi chắc nhất minh hoàn toàn khôi phục lại trạng thái mà ở nhóm tiêm quỷ bên kia lại không có chút động tĩnh nào, mặc dù là có thì cũng chỉ là va chạm dưới quy mô nhỏ mà thôi. Điều này khiến mọi người có chút khó hiểu, không biết sốt cuộc nhóm tiêm quỷ này có chủ ý gì. Lê Văn Vân, anh nghĩ như thế nào? Lúc này, Hoàng Thi Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân. Trận chiến lần này, sớm hay muộn thì cũng phải khai hỏa, tôi cũng không biết vì lý do gì mà phía người gác đêm bên này không chủ động tiến công, có thể là sợ chắc nhất minh không có biện pháp đối phó tiêm quỷ vàng. Rất nhiều người đều đang hy vọng, chờ đợi một đao này của chắc nhất minh. Nói đến đây, Lê Văn Vân cười khẩy một tiếng, nói đến những người này lại thấy nực cười. Con mẹ nó, trước đó còn vu khống tôi và chắc nhất minh, giờ lại đặt hy vọng lên chúng tôi. Sau khi nói xong, anh lại biểu môi, dù sao tôi cũng tới rồi, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, tôi định va chạm với tiêm quỷ màu vàng một chút. Tôi sẽ phối hợp với cậu. Trần Tiêu vội vàng gật đầu. Không cần phải như thế, ý tưởng của tôi đến lúc đó rất đơn giản, ba người các người chỉ cần bám trụ đám tiêm quỷ đỏ là được. Lê Văn Vân nói, tôi sẽ một mình đi tìm tiêm quỷ vàng để thử va chạm, dù có thế nào, tôi cũng không muốn để ông cụ chém ra một đao cuối cùng đó. Lê Văn Vân nói xong, không khí trong xe bỗng trở nên trầm mặc. Tuy ngoài miệng bọn họ lúc nào cũng kêu chắc nhất minh là lão già, đó là bởi vì trước mặt bọn họ chắc nhất minh không hề có dáng vẻ ngung nghênh nhưng đối với trác nhất minh mọi người bao gồm cả lê văn vân trong đó đều tôn trọng ông ta từ tận đáy lòng ông ta chính là anh hùng thực thụ của nhân loại nếu không có ông ta nhóm tiêm quỷ đã rong rổi trên thế giới này từ lâu rồi chứ nào có một thành phố yên bình an ổn như vậy và càng không có sự phồn hoa đằng sau đó mặc dù ông ta đã già rồi ông ta chỉ có thể chém ra một nhát đao cuối cùng nhưng ông ta vẫn là anh hùng như trước một anh hùng thực thụ đêm là người đầu tiết chém chết tiêm quỷ đỏ, ông ta trở thành ngôi sao lớn thời kỳ đầu của người gác đêm. Còn Trác Nhất Minh, vốn là một người chăn dê trên thảo nguyên, ông ta chỉ là một tên nông dân bình thường, nhưng thời khắc mấu chốt đó, ông ta đã dùng hết cả đời, vùng nhát đao kia chém chết một con tiêm quỷ vàng. Một nhát đao mở ra cánh cổng thiên đường. Sức mạnh của nhát đao đó đã thuyết phục toàn bộ thế giới, thành công giành lấy danh hiệu vô địch nhân gian. Hơn nữa, Lê Văn Vân của hiện tại là do một tay ông ta tạo nên, mặc dù giọng điệu của anh với Trác Nhất Minh không được tốt lắm, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi cho phép giữa hai người, có điều là Lê Văn Vân tuyệt đối sẽ không cho ông cụ chết trận. Rất nhanh sau đó, xe đã chạy tới chân núi Aspen, ở đằng xa, nhóm người Lê Văn Vân đã nhìn thấy lều dựng nhìn nhịt. Những người gác đêm đóng quân ở đây, dường như bao quát nửa số người gác đêm trên thế giới, bọn họ là lực lượng nòng cốt bảo vệ thế giới này. Thời điểm nhóm người Lê Văn Vân chuẩn bị lái xe vào thì đã bị người khác ngăn cản, lúc này ở cửa có một người gác đêm có khuôn mặt của người phương Tây, anh ta đeo song đao, rũi tay cản xe lại. Cố bạch hạ cửa sổ xe xuống, người kia nhìn thấy gương mặt của nhóm Lê Văn Vân xong, anh ta nhăn mày lại nói, người gác đêm hệ hoa. Đúng, cố bạch bình tĩnh trả lời. Người gác đêm hệ hoa các người có phải được tự do tự tại lắm hay không, đã tập kết được một thời gian lâu như thế rồi, sao giờ các người mới tới hai ngày trước cũng có rất nhiều nhân tài chậm chạp tới đây là thế nào vậy? chẳng lẽ cho rằng mình có một chắc nhất mình vô địch thế giới kia nên có thể tự do tản mạn sao? người kia cau mày nói hay là các người cảm thấy người gác đêm đã hoàn toàn bị người gác đêm hệ hoa các người khống chế rồi? chúng tôi cố bạch muốn dùng tiếng anh giải thích với anh ta mấy câu nhưng người kia lại cười nhạo nói không cần phải giải thích gì hết người gác đêm hệ hoa các người là lớn nhất muốn tới thì tới muốn đi thì đi có điều, ngày lành của các người cũng sắp hết rồi, người đạt mức số không kia không muốn trở lại người gác đêm, đợi chắc nhất mình chết trận, tôi xem các người còn có thể kiêu ngạo như thế được nữa không. Anh nói cái gì? Cô Bạch nghe thấy câu này của anh ta, nét mặt lập tức trở nên lạnh băng. Sao hả? Anh định ra tay với tôi đấy hả? Có phải là muốn đối phó với tôi giống như cách các người dùng để đối phó ngài đêm, kết cho tôi một cái tội danh có lẽ có, sau đó giết tôi? Người gác đêm kia nói với vẻ khinh thường, loại chuyện này đúng là thường xuyên xảy ra ở người gác đêm hệ hoa các người. Hệ Europa, chó đêm, sau khi nghe anh ta nói xong, Cố Bạch bĩu môi hỏi. Anh giữ miệng cho sạch sẽ chút đi, xuống dưới, tôi phải kiểm tra các người thật kỹ mới được. Người kia cười khẩy một tiếng, ánh mắt vừa động, dừng trên người Phạm Nhược Tuyết và mấy người phụ nữ khác vẫn đang chờ bên cạnh, lặng lẽ liếm liếm môi. Con mẹ nó bọn tôi trở về lại cần anh kiểm tra à bên trong lý thu nói với giọng điệu lạnh băng bọn họ đều là những người đứng đầu trong người gác đêm giờ lại bị người này dở trò khùng điên ở đây suốt nửa ngày mà nhìn ánh mắt kia cứ như thể muốn ăn đậu hủ từ chỗ mấy người phạm nhược tuyết giọng điệu lý thu có phần không nể nang gì không cho kiểm tra thì không được phép đi vào người kia cười nhạo một tiếng đừng nhiều lời với anh ta nữa lê văn vân hờ hững nói đánh cho một trận đừng đánh chết là được Cố bạch sửng sốt, sau đó liếm liếm môi, thẳng tay đẩy cửa rồi bước xuống. Các người định làm gì? Nét mặt tay gác cổng kia hơi đổi, nói, sao hả? Bây giờ các người còn định khơi màu mâu thuẫn giữa người gác đêm hệ hoa và người gác đêm hệ Europa hay sao? Nếu anh dám động tay, lát nữa tôi nhất định sẽ đi báo cáo lại toàn bộ. Anh thích tìm ai cáo trạng thì tìm luôn đi, nhớ kỹ tên tôi nhé, tôi tên Cố Bạch. Cố Bạch liếm liếm môi, vung một cái tát vào mặt tên kia, chương 980, đi thăm dò. Cố bạch xuống tay, tát thẳng vào mặt người này. Nếu nói người này thờ phụng đem, đứng đây nói mấy lời lăng mạ thì thôi đi, quan trọng là tên này còn nói chắc nhất mình phải chết ở đây. Câu nói này đã chạm vào vải ngược của mấy người Lê Văn Vân. Cho dù chắc nhất mình sẽ chết, nhưng tại sao ông ta lại chết, còn không phải là vì ông ta đã bảo vệ thế giới ư? Đây chính là sự vĩ đại. Nhưng miệng của tên này thật sự quá độc ác, Điều này đã khiến mấy người Lê Văn Vân không thể nào chấp nhận được, do đó Lê Văn Vân đã dứt khoát ra lệnh cho Cố Bạch xuống tay. Cố Bạch vừa tát vào mặt người này, sắc mặt của hắn ta cũng nhanh chóng thay đổi. Bởi vì Cố Bạch đã tự tiết lộ họ tên của mình, trong khoảng thời gian này, bất kể là Cố Bạch hay đội 11762, đều là chủ đề được bàn tán cao độ trong toàn bộ người gác đêm. Mấy người này chẳng khác gì truyền thuyết. Chúng tôi đến muộn là vì người gác đêm hệ hoa chúng tôi phải đi giải quyết quỷ đỏ và quỷ xanh khác. Nếu để người gác đêm hệ Europa mấy người đi, liệu các anh có dám không? Cố bạch tát vào mặt anh ta, cười khẩy nói. Người kia nghiến răng nói, hừ, chính là mấy người đã hại chết ngài đêm, sao nào? Nếu bây giờ anh đánh tôi thì chính là đang phá hoại nội bộ, tôi phải đi báo cáo với cấp trên. Anh cứ việc đi đi, nếu hôm nay ông đây không đánh chết anh thì ông đây sẽ viết ngược tên của mình cố bạch chửi ầm lên dứt khoát lao vào đánh anh ta mấy người gác cổng khác chứng kiến cảnh tượng này định đi tới khuyên nhủ nhưng lại không dám nói dù gì ban nãy khi cố bạch tự tiết lộ tên của mình bọn họ cũng sợ hết hồn cố bạch đấm đá người này một trận dứt khoát đánh anh ta đến mức nằm dưới đất thoi thóp tất nhiên anh ta sẽ không đánh chết dù gì đối phương cũng là người gác đêm bởi vì đối phương đã xúc phạm trước nên mình có lý do giải thích về hành động đánh người nhưng nếu mình đánh chết anh ta thì mình sẽ không còn lý do nữa đánh xong cố bạch mới nhìn mấy người gác cổng khác hỏi bây giờ chúng tôi có thể đi vào rồi chứ được được rồi mấy người đó vội đáp có người chủ động chỉ về một hướng nói người gác đêm hệ hoa đang đóng quân ở phía bên này cố bạch hừ lạnh xoay người ngồi vào xe rồi lái xe chạy về phía nơi đóng quân dọc đường đi nhìn thấy rất nhiều người gác đêm nhưng phần lớn vẻ mặt của bọn họ đều trầm mặc thậm chí có người còn hơi tuyệt vọng. Bọn họ nhanh chóng đến nơi đóng quân của người gác đêm hệ hoa, Lý Tiểu U liền chạy tới đón bọn họ, sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân đã vội nói, lều của mọi người đều đã dựng xong hết rồi, gồm một liều nam và một liều nữ. Ngoài ra bác sĩ Phạm, e rằng cô không thể nghỉ ngơi được rồi, bây giờ các nhân viên y tế đang cực kỳ bận rộn, sau mấy lần va chạm đã có chút thương vong. Sắc mặt của Phạm Nhược Tuyết khẽ thay đổi, vội nói cô dẫn tôi qua đó, trên thực tế, mặc dù bây giờ Phạm Nhược Tuyết đang là số 7 của người gác đêm, nhưng cô lại hiếm khi ra tiền tuyến tác chiến, cho dù lúc đi theo đội chấp hành nhiệm vụ, cô cũng rất ít khi ra tay, bởi vì cô phải ở lại. Sống sót mới là điều quan trọng nhất đối với toàn bộ người gác đêm. "Để tôi dẫn mọi người vào lều trước đã." Cô ấy vội nói. Dứt lời, cô ấy liền dẫn mấy người Lê Văn Vân đi đến một căn lều nhỏ. Lều của bọn họ không quá lớn, dù gì cũng là tiểu đội tiên phong không có bao nhiêu người. Mấy người đàn ông đi vào, sau khi cất đồ đạc, Phạm Nhược Tuyết liền bị kéo đi. Lê Văn Vân cất đồ đạc, cũng không ở lại lâu trong lều, mà nhanh chóng đi ra ngoài. Lê Văn Vân nhìn thấy một người quen ở sát vách anh, nên ngước mắt lên hỏi thủ lĩnh của các cậu đâu. Bên cạnh anh là tiểu đội của Phó Vũ, trước đây không ít người trong tiểu đội của Phó Vũ bị mấy người Lê Văn Vân đánh tơi tả. Nghe thấy Lê Văn Vân chủ động gọi mình, khóe miệng của người bị điểm danh kia khẽ co giật, vội nói thủ lĩnh của chúng tôi đi học rồi, hình như hai ngày tới chuẩn bị phát động cuộc tổng tiến công trên đỉnh núi. Sứt lời, trên mặt anh ta liền hiện lên vẻ lo lắng. Lê Văn Vân ngước mắt lên nhìn về dãy núi Aspen này, thị lực của anh rất tốt, có thể nhìn thấy trên đỉnh dãy núi Aspen, có một chiếc máy bay khổng lồ, dường như tiêm quỷ đang trốn ở bên trong. Anh ta lo lắng cũng là chuyện bình thường, đã lâu lắm rồi tiêm quỷ vàng không còn xuất hiện nữa, hơn nữa tiêm quỷ đỏ cũng tới 7-8 con. Trước đây, mỗi lần tiêm quỷ đỏ xuất hiện, người gác đêm đều có thương vong không hề nhỏ. Lần này, là 7-8 con tiêm quỷ đỏ, còn tiêm quỷ xanh thì càng lên tới cả nghìn con. Quy mô này tương đối lớn. Trên thế giới này, ngoài mấy người Lê Văn Vân ra, tổng cộng cũng chỉ có khoảng 20 siêu cấp, bọn họ không thể nào cản nổi 8 con tiêm quỷ đỏ này. Có lẽ ba bốn người mới có thể ngăn cản một con tiêm quỷ, muốn giết chết bọn chúng thì càng phải yêu cầu cao hơn, nhưng suy cho cùng tiêm quỷ phải bị tiêu diệt. Chắc nhất mình chỉ có một đao, nhưng nó phải để lại cho tiêm quỷ vàng. Vậy tiêm quỷ đỏ phải làm sao đây? Bọn họ chỉ có thể dựa vào nhiều cao thủ siêu cấp bao vây chém giết. Đồng thời, mấy tiểu đội tiên phong khác cũng phải kiềm hãm mấy con tiêm quỷ đỏ khác. Do đó trong trận chiến này, người của tiểu đội tiên phong là cửu tử nhất sinh, độ khó trong nhiệm vụ của bọn họ không biết gấp hơn bao nhiêu lần so với tiểu đội bình thường tôi muốn đi lên đó xem thử lê văn vân sờ mũi nói với hoàng thi kỳ anh muốn đi đâu hoàng thi kỳ cau mày hỏi tôi muốn đi lên trên đó anh chỉ lên trên nói tôi muốn va chạm tiêm quỷ vàng kia doãn nhu cau mày nói chuyện này quá mạo hiểm tôi muốn đánh trực diện để thăm dò mức độ của nó lê văn vân sờ cằm của mình nói nếu không thì ba người đi cùng tôi một chuyến, tất nhiên chỉ đi thăm dò thôi. Thăm dò xong chúng ta phải chạy xuống ngay, biết chưa? Nếu dứt khoát bùng nổ cuộc chiến đấu sinh tử, chúng ta vẫn chưa đủ trình độ đâu. Khóe miệng của người trong tiểu đội của Phó Vũ khẽ co quắp. Trong khoảng thời gian này, máy bay trên núi Aspen và đám tiêm quỷ kia chính là tảng đá khổng lồ đè lên đầu bọn họ, khiến trong lòng bọn họ đều thấp thỏm lo sợ, cho dù bọn họ là người gác đêm chuẩn bị tốt nhất việc bỏ mạng bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần là con người, ai mà không sợ chết chứ. Nhưng bây giờ, Lê Văn Vân lại nói với bốn người bọn họ rằng, muốn đi lên đó thăm dò, chẳng phải anh đang, đùa giỡn hay sao? Tôi thì không thành vấn đề. Hoàng Thi Kỳ gật đầu, ánh mắt hiện lên tia hưng phấn. Tôi có thể đi đến sườn núi, dùng súng bắn tỉa để phối hợp với mọi người, nhưng nếu tình hình không ổn, tôi sẽ rút lui ngay. Đúng lúc này, Lý Thu cũng lên tiếng, "Tôi và Cố Bạch sẽ phối hợp với Thu Thu." Trương Vãn Hà đứng bên cạnh cũng chủ động mở miệng. Trần Tiêu cau mày, vô cùng kinh ngạc nhìn mấy người Lê Văn Vân, anh ta cảm thấy cách làm của Lê Văn Vân rất mạo hiểm, cũng rất nguy hiểm, nhưng anh ta không ngờ rằng các thành viên trong tiểu đội của Lê Văn Vân lại phối hợp như vậy. Doãn Như thấy mọi người đều nói như thế, đành phải gật đầu nói, "Thôi được rồi, chúng ta hãy đi thăm dò xem sao, nhưng chỉ được thăm dò thôi, nếu bọn họ xuất hiện tôi sẽ rời đi ngay. Không thành vấn đề, Lê Văn Vân liếm môi, quay vào trong lều, đeo hai thanh đao lên lưng nói, chúng ta đi thôi. Bọn họ nói là làm, một nhóm bảy người dứt khoát rời khỏi lều, chạy lên núi Aspen. Bây giờ đầu óc của người trong tiểu đội phó vũ đang đứng ngay bên cạnh sắp nổ tung rồi, anh ta hoàn toàn không hiểu mấy người Lê Văn Vân đang nghĩ gì nữa, đợi đến khi anh ta hoàn hồn. Bảy người Lê Văn Vân đã biến mất khỏi tầm mắt của anh ta. Không ổn rồi, trong lòng anh ta cả kinh, vội vàng chạy về một phía. Lúc này, trong một căn lều lớn nào đó, hầu như toàn bộ đội trưởng của tiểu đội tiên phong người gác đêm trên thế giới đều ở trong căn lều này. Mọi người phải nhớ kỹ, cuộc chiến lần này được mệnh danh là cuộc chiến khung bình, bây giờ chúng ta có tổng cộng 19 siêu cấp. Phía trước, một người đàn ông tóc hoa dâm, làn da ngăm đen, nói bằng tiếng Anh. Tất nhiên, con số này là chưa tính tiểu đội của Lê Văn Vân, bọn họ có 4 siêu cấp. Nếu gộp lại thì tổng cộng có 23 siêu cấp, nhưng như vậy vẫn còn thiếu rất nhiều, đối phương có 8 con tiêm quỷ đỏ, mỗi con đều có cấp bậc tương đương với đem, chúng ta không có đủ năng lực giết chết bọn chúng một cách đơn độc. Đến lúc đó, mấy tiêm quỷ đỏ này sẽ giao cho siêu cấp giải quyết. Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm, lần lượt tiêu diệt từng con, vì thế, 6 con tiêm quỷ đỏ còn lại sẽ rơi xuống đầu chúng ta. Ông ta nói đến đây thì ánh mắt liếc nhìn mọi người xung quanh, trong lòng toàn bộ đội trưởng tiểu đội tiên phong đều nặng nề, nhưng ánh mắt lại kiên định. Bịch. Đúng lúc này, căn lều lớn bỗng được vén lên, một người hốt hoảng chạy vào. Cậu là ai, cậu không biết chúng tôi đang bàn bạc, người vừa mới lên tiếng cau mày hỏi. Đúng lúc này, Phó Vũ đứng dậy nói, "Háo Tử, cậu chạy vào đây làm gì?" Háo Tử thở hổn hển nói, "Đại ca, không, không ổn rồi, Lê Văn Vân" Lê Văn Vân đã dẫn người trong tiểu đội của mình lên núi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 980.